Hello Bảo này Bảo. Các bạn ơi, ăn ăn cái xe này, coi thử cái xe này nó bán cái gì nha các bạn. Ở đây là cái này nó gọi là street food đó, của người Mỹ đó. Ở đây là khu Mỹ. Đang ở cái khu của người Mexico họ ở đó. Cho nên họ bán những cái xe này, họ bán nhiều đồ ăn lắm. Mình tới đây mình coi thử ha. Qua được không con? Wow, thơm quá à. Chip hả? Chip. Cái này cái gì vậy? Đồ ăn của mẹ, đồ ăn của mẹ. Nó chạy ra hả? Này nước nè, nước ngọt. Đứng lên con, đứng lên. Họ bán cái gì nè? Nè họ bán nhiều nè, chip nè, con có chip nữa hả? Taco. Đây là cái xe đồ ăn đây. Hoi. No, es que me faltó. Chip nào? Friday me faltó papel. No me pusieron bastante papel. Today special taco and $5. Này có cái menu nè các bạn. Đây là cái menu. Say no to drugs, say yes to taco. Nói xúc cho. Bạn muốn ăn gì taco không? Bạn ăn taco, taco là. Con muốn ăn chip hả? Ăn chip đó hả? Để Phan đợi. Sweet taco and one can soda so salad. Đứng đây này, nắm tay lại nè con. Taco hay ăn quesadilla? Chicken quesadilla. Taco, how do you sell taco? Taco, 150, 175 and 2, depends on the meat. Oh, depends on the meat? Yes. And what kind of meat do you have? We have a pork, beef. How about chicken? How much is it? Chicken, 150. 150? May I have two tacos? Two chicken? Yeah, two chicken. Do you want everything? Bảo muốn cái nào ta? Onions, tomato sauce. Yeah, everything. Okay. But onions? I don't want onions. No onions. Okay. Yeah. Oh. Chicken and how much is it? $1. Nothing. Pepsi. Pepsi. Này. Ba cái taco với lại một cái Pepsi là $5. Bảo có cái gì đâu, đưa mẹ coi thử đi. Bảo có cái chip $1 nữa là $6. Oh yeah. You want hot sauce? Please. Okay. Đứng đây nè con uống cái đó không? All of them? Yes. Và đây ăn taco nè các bạn. Taco. Này đứng đây nè, để cái này xác đây. Taco nè. Con ăn chip hay con ăn taco đi? Sao để chip dưới đất ấy? Trời đất ơi, này taco này các bạn, bảo ăn này không? Này chicken. Rum, cái say, cái say. Sao vậy? Lột cái này cho nó. Ngồi yên này xe, bảo. Ngon không? Mẹ thử miếng này, cho mẹ thử miếng coi. Ngon á. Cheese. Yes. Nè ăn taco nè. Cái này là taco nè các bạn, cái loại đồ ăn của Mỹ, nổi tiếng của Mỹ đó các bạn. Và người ta bán ở trên đường đó. Người Mỹ họ ăn, họ bỏ cái hot sauce vô, cái sauce nó cay cay á. Cái sauce nó cay cay, ăn nó cay, nó ngon. Bây giờ mình ăn thử nha. Mình vắt chanh lên mình ăn. Đây bảo, ngồi yên á. Này vắt chanh lên nè Bảo, coi mẹ vắt chanh nè Bảo. Vắt chanh lên. Oh my gosh. Yeah, chip cho ăn này được. Con ăn. Người Mexico họ ăn chanh với lại ớt nhiều. Thì mình thử nha. Này con thử không? Này ăn thử đi. Chip. Ngon. Không ăn nè. Chicken. Taco gà. Taco ngon. Gà. Ngồi xuống coi xem, coi cho em. Coi bác bán cái gì trong đó. Ngồi đây ăn này con, nhìn đây, đâu Bullet Star đâu. Đâu có đâu. Đang trước kìa. Không phải. Đúng rồi. Dạ. Ồ, coi con. Bullet Star đúng rồi. Cái xe bus của mẹ ơi. School bus. Đang ngồi ngay cái ngã tư nè các bạn. Giống bên Việt Nam không các bạn? Có ông cảnh sát ẩm đầu ở trên đó. Này bảo, ngồi đây quay phía mẹ nè. Ngon các bạn, chua chua cay cay, ăn hấp dẫn á. Ngồi xuống đi.
Xong mình có cái lon Pepsi nữa nè. Mình khui ra mình uống, mình ngồi lề đường mình ăn và mình uống. Xung quanh khu khu lại ngồi đó. Kìa kìa, ngồi, ngồi yên xe cảnh sát chú chạy qua kìa. Thấy chú cảnh sát chú đang chờ đèn đỏ không? À, hấp dẫn quá. Ăn nữa không? Ăn mới có 1 cái à. Giờ mình còn tới 2 cái nữa lận. Mình thử á, mình thử đồ ăn này chắc cũng thấy cũng ngon ghê các bạn ơi. Đó chú cảnh sát á. À, chú cảnh sát chú chạy qua nè. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Qua rồi hả? Qua rồi. Qua rồi. Xe đạp nha. Ờ xe đạp. Bạn ăn taco không? Chip. Chip. Bảo ngồi đây nè. Có gà nè các bạn. Gà ớt. Với lại cà chua hay ớt chuông á. Còn cái này là cái gì đây, mẹ coi cái này thử. Cái này củ cải đỏ đó các bạn. Củ cải đỏ. Ăn hăng quá à, ăn không được. Nhìn đẹp mắt ha. Nặng thêm chanh vô. Củ cải này hăng lắm không biết ăn. Ờ củ cải đỏ hăng quá à. Cái xe này lần nào mình tới nha, cái chỗ này mình cũng thấy đậu ở đây các bạn. Thà bán đây mỗi ngày luôn á, trừ thứ bảy với chủ nhật thì nghỉ. Bán lai rai à. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tới đây ngồi. Ăn hết rồi hả? Cậu xuống đây. Đưa tiền hả? Hả? Là sao? Rồi đây. Hết rồi, mình ăn xong rồi nè. Mình ăn xong rồi. Ăn xong rồi các bạn ơi, hết rồi. Ăn cũng đã, đang đói bụng mình sao, ăn ngon quá à. Sao mình đi bỏ rác cái nha, đi tới đây mẹ bỏ rác cái bảo. Đi theo mẹ nè. Mẹ đông không? Ngồi lan ra 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 người ta tới, bảo, đứng đây, uống nước này. Uống nước cái mình đi nè. Mình uống nước cái mình đi nha. Vậy đó. Đây có nhiều muốn ăn quá à, muốn ăn nữa. Bảo ơi, sụp cái cửa của chú á. Bây giờ mình đi về thôi. Vô xe, đang đậu xe ở đây nè. Đó, xe đó. Bye mọi người nha, lên đi về nha. No rồi. Bye mọi người. Đủ no rồi.